Đặc sản chưng Tết, dân thủ đô trúng lớn nhờ đệ nhất bưởi. Nhờ trồng loại bưởi tôm vàng hay còn gọi là đệ nhất bưởi. Bán Tết, nhiều người dân ở Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã có thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng một năm. Vào những ngày này, bà con nông dân ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, tỉnh thành phố Hà Nội đang tấp nập thu hoạch Tết bưởi. Anh Nguyễn Văn Thuận, 37 tuổi, ở đội 1, xã Thượng Mỗ cho hay, nhiều người gọi bưởi tôm vàng là đệ nhất bưởi cũng phải, bởi giống bưởi này khi chín không có gì màu sắc ngoài màu vàng tươi rất đẹp. Khi ăn có vị ngọt dịu đặc trưng mà nó có mùi thơm đặc biệt, đến độ mà người ăn chỉ cần sờ vào thôi, rửa bàn tay xà phòng vẫn còn thấy mùi thơm trên tay. Anh Thuận, với diện tích hơn 6 sào, trồng 100 cây bưởi, trung bình mỗi năm nhà anh thu khoảng 200 triệu đồng. Điều đáng nói là cho dù thu nhập cao nhưng chi phí đầu tư vườn bưởi là rất ít, nên vợ chồng anh và bà con ở Thượng Mỗ rất phấn khởi. Dù bây giờ có nhiều giống bưởi, nhiều hộ trồng bưởi, nhưng bưởi tôm vàng nhà tôi vẫn đắt như tôm tươi. Hàng năm vào cứ dịp Tết, vườn bưởi tôm vàng ngẫu của nhà tôi lại được thương lái đặt đến hết sạch trước Tết cả tháng, với giá từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng một quả tùy loại, anh phấn khởi nói. Vào ngày cận Tết Nguyên Đán, gia đình ông Nguyễn Khắc Hậu, 62 tuổi, ở đội 4, xã Thượng Mỗ cũng đang bận rộn với việc tiếp khách vào mua bưởi. Ông Hậu cũng cho biết, dù năm nay bưởi nhà ông khá ít và chín muộn hơn những năm trước, nhưng vẫn bán kịp Tết nên thu nhập của gia đình vẫn đảm bảo. Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc bưởi đệ nhất, ông Nguyễn Khắc Hậu cho rằng, để bưởi được ra vỏ ngọt, giòn tôm thì vườn nhà cần chú ý những bón phân và từng giai đoạn sinh trưởng của cây sao cho phù hợp, và đặc biệt ở thời kỳ ra hoa và giai đoạn nhạy cảm nhất, cần được chăm sóc nhiều nhất. Bưởi tôm vàng rất nhạy cảm với nấm và bị rợt xám, nhện đỏ tấn công nên chủ vườn cần phải để ý rất nhiều. Nói thêm về bí quyết bảo quản, anh Thuận cho hay, bưởi tôm vàng sau khi cắt về có thể để được tới 4-5 tháng nếu biết cách bảo quản. Có rất nhiều cách để giữ cho bưởi tôm vàng không bị hỏng ăn sau khi thu hoạch, như vét vôi, bọc túi ni lông. Tuy nhiên, để bưởi ngon nhất và chất lượng tốt nhất, khi bảo quản bà con cần xếp bưởi cao 2-3 lượt. Đặc biệt, nên rải một lớp chăn bông dưới nệm rồi xếp bưởi lên. Như vậy, thời tiết sẽ ẩm nồm, ẩm ướt, không bị hôi thối, anh Thuận cho biết. Chiêm Ngưỡng, làng gói bánh chưng lớn nhất Hà Nội, tất bật vào vụ Tết. Vào những ngày này, dân làng Tranh Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội đang tất bật gói bánh chưng để cung cấp cho các thị trường Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Làng Tranh Khúc hiện có khoảng hơn 90 hộ gói bánh chưng, trong đó có hơn 10 hộ là cơ sở lớn. Vào những ngày rằm hoặc giáp Tết, không khí nơi này nhộn nhịp hơn hẳn, tạo nên một khung cảnh đậm đẹp, ẩm chất truyền thống Việt Nam. Gia đình anh Nguyễn Di Thắng, làng Tranh Khúc, Thanh Trì là một trong những hộ làm bánh chưng lâu đời nhất tại làng. Anh cho biết, những ngày sắp Tết, gia đình rất bận rộn vì làm một số lượng bánh gấp nhiều lần so với những ngày thường. Dù bận rộn, cung cấp cho những ngày Tết, nhưng quy trình làm ra chiếc bánh chưng vẫn được thực hiện đầy đủ và đảm bảo vệ sinh an toàn, từ khâu chọn nguyên liệu, lá dong, đậu, thịt đều được chuẩn bị kỹ càng. Lá dong chủ yếu lấy được từ các tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Cao Bằng. Để bánh được thơm dẻo, gạo nếp phải là những loại ngon, được lấy từ những nơi nổi tiếng như Thái Bình, Nam Định. Đậu xanh được ngâm nước rồi mới đem đi đun nước sôi, sau đó nghiền thành bột. Đậu xanh khi được nghiền thành bột sẽ được nặn thành các loại bánh kẹp, rồi đưa vào một số nhân bánh. Số đậu trong bánh phải được cân đo cho vừa với lượng thịt và phù hợp với kích cỡ của chiếc bánh chưng. Thịt lợn được lấy từ những nơi những con lợn khỏe mạnh, được chăm sóc cẩn thận. Phần thịt ngon nhất được lấy làm nguyên liệu cho thịt ba chỉ, làm ra những loại chọn thịt độc nạc và vai đều được nguyên liệu cho làm bánh. Thịt để làm nhân đều được ướp muối và hạt
tiêu bắt với lượng thịt rất thích hợp. Sau khi các nguyên liệu được chuẩn bị kỹ càng, người thợ gói bánh chưng, đôi bàn tay nhanh nhẹn thuần thục tạo ra những chiếc bánh vuông vắt và đẹp mắt. Chị Nguyễn Thị Mai, 50 tuổi, cho biết mỗi tiếng chị có thể gói được 100 chiếc bánh chưng. Chị ước tính Tết này nhà chị có thể bán ra khoảng 10.000 chiếc bánh, với mỗi chiếc là 30.000 đồng. Những chiếc bánh thành phẩm sẽ được xếp ngăn nắp vào nồi hơi. Sau khi sắp ngăn nắp, bánh sẽ được nén với sức nặng vừa đủ và được đun trong 8 đến 10 tiếng. Sau đó sẽ cho ra thành phẩm nổi tiếng với thương hiệu bánh chưng Tranh Khúc. Những nồi bánh nghi ngút khói đang được chuẩn bị ra lò. Những mẻ bánh nóng hổi đang sắp được phục vụ cho người dân ở Tết Nguyên Đán 2019. Ly kỳ chuyện tranh chấp tờ vé số độc đắc 2 tỷ đồng. Bị đơn không chứng minh được việc tặng tờ vé số, nguyên đơn thì không lý giải được việc viết trúng độc đắc mà vẫn nhận 8 triệu đồng. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2019, Tòa Nhân dân thành phố Cà Mau đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp tờ vé số độc đắc giữa ông mua ve chai và chị công nhân. Cuối buổi chiều, phiên tòa vẫn chưa xong phần hỏi. Hội đồng xét xử tuyên bố phiên tòa sẽ tiếp tục vào chiều ngày hôm sau. Nguyên đơn không trả lời được. Theo nội dung bản án sơ thẩm được công bố thì nguyên đơn là ông Lê Văn Dữ cho rằng vào ngày 12 tháng 8 năm 2017, ông đến nhà vợ chồng anh Ngô Văn Hậu và chị Hứa Thị Phỉ ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau để nhậu. Tại đây, ông có mua một tờ vé số của ông Phan Văn Tến và cất trong túi. Hôm sau, ông Dữ tiếp tục nhậu tại nhà ông Hậu. Ông Tến bán vé số lại đến dò giùm ông Tờ. Tờ vé số hôm trước mua bị phát hiện trúng xe độc đắc 2 tỷ, nhưng do quá say rượu nên dù hay tin trúng vé số, ông vẫn tiếp tục ngủ. Từ đó, vợ chồng nhà đã lấy tờ vé số đi lãnh thưởng, nhưng lại nói với ông là trúng giải an ủi, đưa ông 8 triệu đồng. Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xử sơ thẩm tuyên ông và người chủ sở hữu tờ độc đắc. Phía vợ chồng ông Phỉ đã gửi đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử hỏi tiếp, ông hay biết mình trúng độc đắc, tại sao không tự đi lãnh mà để người khác đi lãnh? Tại sao khi bà Phỉ lãnh thưởng về, ông chỉ đưa ông 8 triệu, ông vẫn nhận mà không thắc mắc gì? Nghe xong, ông Dữ không trả lời. Nhân chứng là ông bán vé số Phan Văn Tến khai nhất quán từ đầu, ông la lên, ông Dữ trúng độc đắc rồi. Thì bà Phỉ chủ nhà đòi ra xem và sau đó giật tờ vé số trên tay ông. Đồng xét xử lúc đó, có nhiều người đàn ông đang ngồi nhậu, nhưng sao họ không giật được mà để bà Phỉ giật được? Ông Dữ trả lời, do sợ vé số bị rách nên ông buông tay cho bà Phỉ lấy ra để đi ra sau nhà. Khi bà Phỉ giật tờ vé số trên tay, sao ông không báo công an mà ở đó đi cùng bà, ông Phỉ, ông Hậu, ông Tú qua đại lý lãnh thưởng? Hội đồng xét xử truy tiếp, ông Tến giải thích không báo công an vì sợ tờ vé số là của ông Dữ, không phải của mình. Việc đi lãnh thưởng cùng là vì nghĩ rằng đi lãnh giùm ông Dữ, khi đem về sẽ đưa tiền cho ông Dữ. Bị cáo, bị đơn không có bằng chứng. Bị đơn là bà Phỉ cũng xác định người mua tờ vé số này chính là ông Dữ. Nhưng sau khi mua, ông Dữ đã tặng lại cho chồng bà là ông Hậu. Chồng bà đã bày tỏ tờ vé số này vào cái cống để trên bàn máy may từ khi được tặng là ngày 12 tháng 8 năm 2017 đến khi đem ra dò trúng độc biệt là hôm sau. Bà Mỹ trình bày tối ngày 12 tháng 8 năm 2017, tôi làm về nghe ông Hậu kể được anh Dữ tặng một tờ vé số bỏ trong cống để trên bàn máy may. Theo lẽ bình thường thì anh Hậu mua vé số rồi đưa cho tôi đem đến chỗ làm dò luôn. Nhưng hôm đó tôi ra ca muộn nên không đi. Khi ông Tến đến, ông Hậu kêu tôi lấy tờ vé số đưa cho anh và anh đưa cho ông Tến dò giùm. Khi ông Tến dò trúng hô lên anh Hậu trúng độc đắc rồi, tôi mới từ sau nhà ra xem lấy tờ vé số. Ông Tến đưa vé số cho tôi chứ không giật từ ông Tến nói. Luật sư bảo vệ cho ông Dữ, một thành viên hội đồng xét xử đại diện viện kiểm sát cùng đặt câu hỏi với bà Phỉ có bằng chứng gì chứng minh tờ vé số trên lời trình bày của mình. Lúc này bà Phỉ cho rằng việc đưa tờ vé số là nghe chồng kể lại, còn việc nó có trong cống của nhà mình trước khi được đưa dò trúng thì bà không có bằng chứng nào. Trả lời luật sư,
của Nguyên Đơn về tình trạng tâm thần của ông Hầu. Bà Phỉ cho rằng chồng mình bị tâm thần từ nhiều năm qua. Trước phiên xét xử phúc thẩm, ông Hậu được giám sát là mắc bệnh tâm thần trước, trong và sau khi xảy ra vụ trúng vé số độc đắc. Luật sư hỏi kể lại ông Hậu việc được tặng tờ giấy số có tin tưởng được không? Bà Phỉ đáp, người tâm thần thì lúc có bình thường, có lúc lên cơn chứ không phải lúc nào cũng như vậy. Đại diện viện kiểm sát cũng đặt vấn đề về tình trạng tâm thần của ông Hậu và tính pháp lý là bà Phỉ làm đại diện pháp lý cho ông Hậu trong việc phúc thẩm. Ông Hậu vắng mặt, tuy nhiên lúc này chủ tòa đã cho tạm dừng phiên xét xử để giờ lại hôm sau.